Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian chút ít xem video của kênh Kiên Giang Land. Tôi sẽ cập nhật tiến độ các dự án công trình ở nhiều địa phương, tỉnh thành gửi đến quý vị. Tại khu vực huyện Kiên Lương và thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đang có một dự án thuộc lĩnh vực giao thông đang được triển khai, đó là nâng cấp mở rộng quốc lộ 80 đoạn từ cầu Ba Hòn đến ngã ba Cây Bàng dài khoảng 15 km. Trong video hôm nay, tôi sẽ cập nhật tiến độ thảm nhựa mặt đường quốc lộ 80, mở rộng mặt đường tại eo biển Mũi Ông Cọp và suy đoán phương án điểm đầu của cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu nằm tại vị trí nào. Trên màn hình quý vị đang xem là quốc lộ 80 đoạn Cây Bàng thuộc xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên. Tại vị trí này thì quốc lộ 80 sẽ giao với quốc lộ N1. Hiện tại mặt đường tại đây nhà thầu đã thảm bê tông nhựa xong lớp thứ nhất. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2023, tổng cộng 15 km tuyến đường trong dự án thi công thì cơ bản nhà thầu đã thảm xong một lớp nhựa. Sau đó sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại và thảm nhựa lên lớp thứ hai để hoàn thiện mặt đường. Mặt đường đã lắng mịn, các phương tiện lưu thông dễ dàng và nhanh chóng. Và quý vị quan sát sẽ thấy tại khu vực ngã ba Cây Bàng đã quy hoạch sẵn mặt đường rộng 6 làn xe, có hai dải phân cách ở giữa. Trong tương lai, tuyến quốc lộ sẽ xây dựng mặt đường rộng 6 làn xe bắt đầu từ ngã ba Cây Bàng đi đến công viên tượng đài Mặt Cửu, nối vào đường Nguyễn Phúc Chu. Cũng đã quy hoạch mặt đường rộng 6 làn xe nằm trên địa phận phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên. Ở khu vực ngã ba Cây Bàng này, theo quan điểm của cá nhân tôi thì điểm đầu hướng đi của cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu trong tương lai sẽ nằm tại đường Núi Nhọn. Còn có phương án điểm đầu cao tốc nhập vào ngã ba giao với quốc lộ N1 thì không mấy khả thi. Nếu như cao tốc nhập vào quốc lộ N1 sẽ cắt qua ngọn núi Nhọn. Đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi. Chúng ta chờ xem quy hoạch trong tương lai hướng đi của cao tốc sẽ như thế nào nhé. Còn đây là eo biển Mũi Ông Cọp, là ranh giới giữa hai địa phận huyện Kiên Lương và thành phố Hà Tiên. Quốc lộ 80 tại đoạn này thì mặt đường cũng sẽ mở rộng 11m và thảm nhựa nóng. Nơi đây cũng được xem là eo biển duy nhất của toàn tuyến quốc lộ 80 bắt đầu từ tỉnh Đồng Tháp kết thúc tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Thời gian vừa qua, tuyến quốc lộ 80 đoạn Ba Hòn - Cây Bàng được báo chí nhắc đến với tên gọi con đường đau khổ nhất miền Tây. Và tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu đã giải cứu thành công tuyến đường đau khổ này. Qua hình ảnh thực tế mặt đường rộng đẹp, nhà thầu triển khai thảm nhựa như thế nào thì xin mời quý vị theo tôi chạy hành trình từ ngã ba Cây Bàng đi đến Mũi Ông Cọp, giáp ranh giữa huyện Kiên Lương và thành phố Hà Tiên. Đây là quốc lộ 80 đoạn ngã ba Cây Bàng, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Quý vị nhìn trên màn hình, đây là khu vực gồm có 6 làn đường. Làn đường chính giữa sẽ là làn đường đã được nâng cấp mở rộng. Còn hai làn đường bên phía tay phải và bên phía tay trái ở bên trong. Trong quy hoạch thì tại đây sẽ chạy thẳng đến thành phố Hà Tiên, sẽ mở rộng lên 6 làn đường. Nhưng đó là quy hoạch ở trong tương lai thôi. Quý vị và các bạn cùng tôi chạy đến đoạn Mũi Ông Cọp, quay tiến độ nhà thầu đang thảm nhựa mặt đường quốc lộ 80. Tại đoạn này là nhà thầu không có xây dựng cống. Theo tôi nghĩ đây sẽ là nút vào cao tốc Rạch Giá - Hà Tiên - Bạc Liêu theo quy hoạch trong tương lai.
mặt tường đã được nâng cấp lên rất cao. Tôi có thể đón tầm khoảng 2 đến 30cm. Việc nâng mặt đường cao vậy là để cho hệ thống thoát nước vào mùa mưa hoạt động rất dễ dàng và hoạt động tốt. Đây là đoạn của khu vực ấp Hòa Phầu, xã Thượng Yên của thành phố Hà Tiên. Hiện tại đây là chỉ là lớp nhựa đầu tiên, sẽ còn thảm thêm một lớp nhựa thứ hai. Dự án mở rộng quốc lộ 80 đoạn Ba Hòn, Cây Vàng, thành phố Hà Tiên trải qua hai địa phận, xã Dương Hòa của huyện Kiên Lương và xã Thượng Yên của thành phố Hà Tiên. Chiều dài tuyến đường khoảng 15 cây số. Mặt đường sẽ mở rộng 14 m. Xin lỗi quý vị, mặt đường sẽ mở rộng 11 m. Hai làn xe thô sơ và hai làn xe cơ giới. Ở phía trước chúng ta là nhà thầu đang thảm nhựa mặt đường. Nhà thầu xây dựng tuyến đường này, dự án này là công ty trách nhiệm Thiên Thanh. Cái này là đánh giá cá nhân của tôi. Tôi thấy nhà thầu này làm rất ok. Các thiết bị, máy móc, vật tư, trang bị đầy đủ. Tôi sẽ chạy tới mũi ống cọp, quay hình ảnh mở rộng quý vị và các bạn. Còn khoảng 200 m nữa là sẽ tới địa phận ranh giới giữa huyện Kiên Lương và thị xã và thành phố Hà Tiên. Theo tôi suy đoán có thể khoảng một tuần nữa nhà thầu sẽ hoàn thiện thảm nhựa đường lớp đầu tiên và sẽ bắt đầu thảm nhựa lớp thứ hai. Đây là khu vực eo biển mũi ống cọp giáp ranh giữa huyện Kiên Lương và thành phố Hà Tiên. Mặt đường sẽ được mở rộng lên 11 m. Lúc trước chỉ có khoảng 9 m. Nhà thầu sẽ nâng lớp đá, nâng mặt đường.
đây là quốc lộ 80 ôm sát bờ biển, dọc bờ biển trải dài từ ấp Bãi Chào Hòa để chạy dài đến xã Thượng Nguyên của thành phố Hà Tiên và kết thúc tại địa phận phường Tô Châu. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 80 hiện đã cơ bản hoàn thiện khoảng 70%. Các phương tiện di chuyển lưu thông rất dễ dàng và thuận lợi, cũng như vào mùa nắng, và mùa mưa. Cho tôi xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Kiên Giang Land. Xin chúc quý vị và các bạn luôn có nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn.